fancy as they say. Nam và chị Huyền đều gặp chị Huệ hết. Dỗi ý, không quả ý nữa đâu. Không ngon bằng em làm. Thật á? Đi du lịch thích không em? Không, em muốn đi về. Hello mọi người, giờ là bọn mình đang trên đường từ Florence tới Positano. Bọn mình thuê xe, vậy nên là sẽ đi mất tầm 5 tiếng. Đổi tài xế rồi anh. Đổi tài xế rồi, anh lái một mình mệt quá. Andre lái hộ, nốt 2 tiếng. Điều gì anh thích nhất khi lúc được lái ở châu Âu? Là được lái nhanh, đường nó to. Đường cao tốc là lái được 130 cây. Cộng chắc là 10 cây nữa, tầm 140. Nhưng mà rất là buồn là xe mình nó không chạy được ngay. Và đây có một cái rất là hay, đi đường cao tốc ấy, nó sẽ báo mình là lúc nào nó sẽ bắn tốc độ. Thật á? Báo trước mình. Nice. Báo trước để mình biết mình dừng lại. Hay nhỉ? Rồi nó mới bắn. Không phải như Việt Nam mình là bắn chui. Bắn chui đứng trước mình mấy trăm mét để bắn rồi bắn. Bọn mình đã bị thủng lốp và rất may là ở cái trạm xăng ở đây sẽ có cái nơi để bơm lốp xe luôn. Xong chưa anh? Xong rồi, đi đường dài lâu quá lốp nó hơi xịt. Cuối cùng thì bọn mình đã tới Airbnb. Đợt này bọn mình book Airbnb ở thành phố Sorrento. Từ thành phố Sorrento tới Positano là sẽ phải đi xe tầm 1 tiếng. Lý do bọn mình chọn ở xa như vậy vì là giá khách sạn và Airbnb ở Positano rất là đắt. Nếu căn này bọn mình đã thuê 855 euro một đêm thì thuê ở Positano sẽ đắt gấp 3 lần. Đang chuẩn bị đi ăn thì đã gặp phải một sự cố. Sợ tới không kịp cái nhà hàng bọn mình đã đặt bàn nên mình đã phải chuẩn bị rất vội, vậy nên là đã đập chân vào cái góc giường. Андрей, пригодился нам. Он finally useful. Что мне, Андрей, пригодился? Вот, прямо по зону. Пачком, да? Tối nay thì bọn mình đã ăn một quán gọi là Terrazza Fiorella. Khi tới thì họ sẽ cho mình 3 cái món khai vị nhỏ. Nói chung là bọn mình đã tới Positano và đang có một chút vấn đề là bọn mình đã đặt một cái tour đi đi thuyền cả ngày và họ đã hủy rất là kiểu last minute ấy. Và bây giờ bọn mình đang cố đặt một cái tour khác nhưng mà không còn cái nào kiểu available, tại vì là bọn mình sáng mai là phải đi rồi và bây giờ kiểu bây giờ là 9 giờ tối rồi mới đặt thì sợ là đang không có. Và vừa nãy mình bị đập chân vào cái giường nữa. Nói chung là đang khá là một buổi chiều tồi tệ. Và bọn mình đang đi ăn một cái quán, định qua đây ăn một cái quán để ngắm view, nhưng mà vì là tới rất là muộn và nên là cũng chẳng kịp tới ngắm view. Lúc tới thì nó tối rồi. Và menu ở đây thì bọn mình đang không hiểu gọi cái gì, mà bọn mình đã gọi đại xem nếu mà hôm nay mà đồ ăn không ngon nữa thì thôi, mình khóc mình đi ngủ đây. Thật sự là đang rất là khá hụt hẫng vì Positano là một cái nơi mình thích đi nhất khi lúc tới Ý. Và vì đây là một cái địa điểm du lịch khá nổi tiếng, khách sạn Airbnb ở đây rất là đắt luôn đấy mọi người. Cái Airbnb bọn mình đặt là 400 euro một đêm, trong khi những nơi khác mình từng ở là nó rẻ gấp đôi. Và đang buồn là đang cố tìm cái boat tour, tuy là đang rất muộn rồi nhưng mà cũng đang cố nhắn tin và gọi điện cho nhiều nơi để xem họ còn chỗ ngày mai đi không. Và đấy, từ đầu cái chuyến đi Positano này thì cũng có khá là nhiều điều không vui rồi, nên thật sự cũng rất là mong tìm được cái tour, ít nhất là tìm được cái tour chứ không là dỗi ý, không quả ý nữa đâu. They have snacks and alcohol, so I think we're just gonna like get a sandwich or something for us to go. Nhận thật. Hơi thiếu muối. Sự thật thiếu muối. Làm content hài phải mặn. Nên là ăn nhiều muối. Ra. Cuối cùng bọn mình đã đặt được cái tour rồi. Nó đắt hơn một chút so với cái tour vừa rồi bọn mình đặt đấy nhỉ? Đắt hơn 200 euro. Nhưng mà lại chắc chắn gọi thẳng nơi người ta cho thuê.
và đi private tour nên chỉ có 4 người thôi. Và bây giờ được ăn ngon miệng và uống rượu ngon. Đúng rồi. Grazie. Nãy giờ ngồi stress để cố đặt cái tour đấy, bọn mình ăn cái gì cũng không cảm giác ngon luôn ấy. Trong khi cái nơi này đồ ăn nó rất là lạ. Và thật ra thì lúc mà lúc đầu người ta đưa mình cái món mời ra cũng rất là ngon. Nhưng mà lúc mà mang tới appetizer rồi đang stress cái kia ăn kiểu cái gì cũng không ngon. Bây giờ thì cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi và đỡ thất vọng rồi. Đỡ đặng đầu thật. Chứ tới đây mà không đi ấy, kiểu như là khóc luôn. Kiểu nói chung là kiểu cả một chuyến đi nó kiểu vô ý nghĩa. Tại vì tới đây là phải đi cái thuyền đấy. Một điều rất hay ở đây là họ sẽ giải thích từng nguyên liệu trong những món. Quán này thuộc dạng fine dining, vậy nên là tổng bill cho một đôi là 192 €. Chào buổi sáng mọi người, hôm nay chúng mình cuối cùng sẽ được đi tour boat trip. Bọn mình mới dậy và 15 phút nữa phải có mặt ở cái bến tàu. Và chưa kịp ăn sáng, vậy nên là bây giờ ra đấy sẽ kiếm cái gì để ăn. Không là sẽ bị say sóng rất là nhiều. Bọn mình đã tới và đỗ xe ở cảng sẽ mất 50 € một ngày. Bây giờ chúng mình sẽ đi tìm hướng dẫn viên du lịch của mình. Buongiorno. Bọn mình mua hai cái bánh sandwich và một chai nước là mất 20 €. Hôm nay trong cái tàu tour thì nó có bao gồm nước, rượu các thứ, nhưng mà không có bao gồm đồ ăn, nên bọn mình phải ăn sáng trước khi đi. Và cái tour này thì bọn mình trả tầm 1.100 € cho 4 người, nhưng mà đấy là tour đi riêng, không đi cùng người khác nữa. Private nên là cũng ok. Nói chung là cái đợt trước là bọn mình đặt mất 850, 809, nhưng mà vì họ hủy thì mọi người đặt giá đắt hơn, nhưng mà thà có hơn là không. Mình bây giờ sẽ đi qua tàu lấy được đồ ăn rồi, mà bánh rất là ngon luôn. Vừa rồi đi Ý toàn đi những cái thành phố kiểu không có biển, không có chỗ nào để bơi ấy. Nên là khi lúc tới Positano mình cũng rất là mừng, tại những thời tiết nắng nóng này chỉ muốn nhảy xuống nước thôi. Và cái không khí ở thành phố này nó cũng rất là khác so với những thành phố bọn mình vừa đi. Nên là cũng rất là excited để đi cái boat tour này. Bọn mình bắt đầu hành trình từ cảng của thành phố Sorrento và cái tour bọn mình book sẽ kéo dài 8 tiếng. Sorrento và Positano là thuộc dải bờ biển của Amalfi Coast, là một trong những dải bờ biển đẹp nhất ở Ý và châu Âu. Từ những năm 1950, Positano đã là tâm điểm chú ý của những người nổi tiếng và giới thượng lưu. Tới nay, Positano vẫn được coi là một địa điểm đến sang trọng, vậy nên giá cả ở đây rất là đắt đỏ so với những thành phố khác. Say sóng. It's not as fancy as they say. Say hi, everyone. Bọn mình đã về bờ mọi người ạ, rất là mệt, rất là say sóng. Linda và chị Huyền đều gặp chị Huệ hết. Và cũng không ngờ là sẽ bị say sóng như thế này, vì là trước giờ ở Nha Trang đi đảo các thứ chẳng bao giờ bị mấy. Nên là hôm nay chẳng hiểu sao ngồi lên kiểu được một tiếng thôi mà ai cũng bị như thế này luôn. Và bây giờ bọn mình đã tìm được một cái quán ăn có điều hòa. Trời ơi, đi khắp nơi tìm một cái quán ăn có điều hòa. Và bây giờ sẽ ngồi đây ăn uống, hồi lại sức. Tại vì là tầm 2-3 tiếng nữa ông ấy sẽ đón bọn mình lại và sẽ đi về thành phố. Giờ chỉ muốn với kiểu về nhà ngủ trưa thôi ấy. Nhưng mà bọn mình phải đợi tàu về.
Ở Positano thì đa phần ở đây không có đường để đi xe ô tô. Vậy nên là bây giờ bọn mình đi bộ lên cũng phải đi bộ. Well, that's so cute. Ở Amalfi Coast thì rất nổi tiếng bởi vì những cái cây chanh. Ở đây họ mọc rất là nhiều chanh. Vậy nên là bọn mình cũng muốn đi thử cái limoncello và limoncello spritz ở đây. Nếu mà mọi người không biết cái limoncello là gì, đây là một cái loại rượu làm bằng chanh vàng và vỏ chanh, và nó rất là nặng. Nhưng mà thường người Ý sẽ uống cái đấy sau khi ăn một bữa ăn nặng, ăn đồ tinh bột ấy, để cho nó dễ tiêu hơn. Và thường nếu mọi người ở Việt Nam mà đi ăn những cái quán mà đồ Ý ở nó giống authentic một tí ấy, thì sau khi ăn thường sẽ được tặng mấy cái ly limoncello luôn. Và nếu mọi người đã biết thì đây có rất là nhiều cái đồ họa tiết chanh nên là rất là đẹp, cũng rất là muốn mua về nhà một cái, nhưng mà rất tiếc vali hết cân rồi. Mẹ đồng anh. Ой, голову прям за тебя. Lemon spritz. Bọn mình gọi 4 ly cocktail mà được tặng thêm một cái đĩa snack như thế này, nhiều dã man luôn đấy mọi người. Mình rất thích ở đây những cái service họ làm như vậy, toàn nhiều đồ miễn phí. Những cái gì là miễn phí là mình thích đúng không em? Thế thì phải ăn nhiều nhiều vào. Cái gì miễn phí là ăn nhiều nhiều. Xin thêm cái hộp mang về anh. Nói chung là bọn mình sắp quay trở lại cái tàu, vậy nên là đã mua một vỉ thuốc chống say để chúng ta có thể sống sót cái chuyến đi về. Thì vừa uống rượu xong cũng uống cái thuốc này nữa là thôi. Gặp chịu hệ. Bọn mình đã qua cảng và bây giờ đang đợi tàu để đi về. Mới uống thuốc chống say xong, vậy nên là sẽ mong sẽ không gặp chịu hệ nữa. Khi ta mùa này rất là đông thì là đây là còn ngày lễ bên Ý nữa. Đông dã man luôn mọi người. Cảm nhận của anh về Positano như nào anh? Cảm nhận của anh là mọi người có thể đến đây chỉ để chụp ảnh cho nó thật đẹp. Nhưng mà trừ chụp ảnh là mọi người không thể làm được cái gì nữa. Ở đây rất là đông, anh cũng hiểu tại sao mọi người lại đến đây. Anh trừ cái bãi biển với mấy cái nhà này, nó không có cái gì đặc biệt cả. Em thấy như nào? Em cũng thấy thế. Với lại mình là kiểu người Việt ấy, nên là mình không muốn ra biển nằm phơi nắng các thứ ấy. Nên là nếu mà Tây tới đây thì có thấy ok, nhưng mà mình thì thấy nói chung là chưa đáng cho số tiền mình bỏ ra cho lắm. Đúng rồi. Về nhà nghỉ ngơi một chút thì bọn mình đã đi ăn tối ở một cái quán gọi là Tico Tico. Hello, chào. Hi. Từ Amalfi là mọi người phải ăn hải sản, ăn được nhiều hải sản rất là tươi, rất là rẻ. Bọn mình đã gọi một đĩa hải sản chiên và một đĩa hải sản nướng. Và dessert, tổng bill cho bữa ăn ngày hôm nay là tầm 100 euro. Đây là cái tường ở ngoài bếp. Tất cả ai mà sẽ đến ở đây ấy, thì người ta sẽ viết lời cảm ơn cho chủ nhà. Và bây giờ mình cũng sẽ viết. Em định viết gì? Cảm ơn đã đón tiếp chúng mình. Ok, bây giờ chủ nhà sẽ biết là ai được tốt tốt đã ở đây. Đây có tiếng gì? Cái này là tiếng gì? Cái này là chắc là... tiếng Pháp này. Cái này tiếng Nga này. Cái này là... gracias. Tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Anh. Chữ Huyền biết. Chữ Huyền biết. Chào buổi sáng mọi người, bọn mình đã rời Positano và đang trên đường đi Rome thì quyết định ghé qua Pompeii. Tiết hôm nay ở đây rất là nóng luôn ý mọi người. Không thể nào chịu được luôn. Một cái thành phố này nó rất là lớn. Nên là chắc khả năng cao là mình chỉ xem một tí rồi bọn mình đi tiếp thôi. Cứ đi 2 tiếng đồng hồ ở đây không chịu nổi được đâu. Không có mũ nên là phải cầm cái tờ giấy che đầu, chứ không là sẽ bị rất là mệt. Pompeii là một trong những thành phố vĩ đại và bí ẩn nhất trên thế giới. Hơn 2.000 năm trước, bên bờ địa Trung Hải, Pompeii là một thành phố sầm uất thời đế quốc La Mã cực thịnh. Pompeii trước đây có 20.000 người dân nổi tiếng với sản phẩm như dầu ô liu và nho. Cách đây chưa đến 10 cây thì có một núi lửa Vesuvius. Chính ngọn núi lửa này đã chôn vùi tất cả thành phố Pompeii sau một đợt phun trào. Trong vụ thảm họa này, núi lửa đã phun trào hàng chục mét tro bụi xuống khắp thành phố kèm theo đá và dung nham. Vì thế thành phố này đã bị xóa sổ hoàn toàn 1.700 năm trước và đã được tìm thấy vào năm 1748 với những bằng chứng sống động về cuộc sống
sống sôi nổi ở một trong những thành phố cực thịnh nhất đế chế La Mã, họ đã phát hiện ra những khối rỗng do hàng nghìn xác người bị sức nóng của dung nham núi lửa thiêu sống họ thành tro. Mọi người có thể thấy những người dân ở Pompeii đã chết trong một tư thế tuyệt vọng và đau đớn. Tới đây mình đã cảm nhận được thế nào là sức mạnh tàn phá khủng khiếp của thiên nhiên. Rất là nóng luôn đấy mọi người, bọn mình tìm được một nơi trong này có điều hòa và đây ngồi. Nhưng mà thực sự rất là khó chịu vì là cái nắng nó rọi thẳng vào cái khu này ấy, mà đây là toàn tảng đá, vậy đây là nó hấp thụ cái nhiệt độ vào. Và ở đây không có một cái cây nào để kiểu có cảm giác mát được luôn. Bọn mình quá mệt rồi nên là đang suy nghĩ không đi nữa mà chỉ đi lại ra xe ô tô để đi ra tới Rome thôi. Vì là kiểu khó chịu như thế này ấy, đi đâu cũng không cảm giác đẹp, không cảm giác hay gì đâu, kiểu bị mệt tới mức kiểu muốn ngất luôn rồi ấy, khó chịu. Em nghĩ thành phố này đi tối nó có ma không? Có. Nhưng sao bây giờ em không sợ? Ban ngày đông người. Nhưng mà nó cũng có thể bám em mà. Đúng không? Ma có quan trọng ban ngày hay ban đêm đâu. Sợ không? Em có anh bảo vệ em rồi. Đi du lịch thích không em? Không, em muốn đi về. Tại sao? Nóng quá. Bọn mình đã tới Rome và đã trả xe ô tô. Bây giờ mình đang đi một cái electric scooter để về lại khách sạn, tắm rửa rồi đi ăn tối. Anh cảm nhận của anh về Rome ra sao? Thấy nó vẫn bẩn hơn Pháp của Thụy Sĩ nhiều. Trong khi đây là thủ đô của Ý ấy, mọi người mà có cái cảm giác đây nó rất là bẩn và cũ. Đấy. Bọn mình đã tới Airbnb, chi phí cho 2 đêm ở đây là 556 euro. Căn nhà này thì mình thấy rất là sạch sẽ và đặc biệt là có một cái view siêu đẹp. Bọn mình đã về nhà thay quần áo và bây giờ sẽ đi cái này ra cái quán uống nước. Đây là lần đầu tiên mọi người sẽ thử trượt cái này ở đường châu Âu. Вот. Одну чуть вперед можешь. Chờ, mình go. Sẽ đi uống ở một cái quán gọi là Stravinsky go. Bar. Tuy quán ở đây cocktail đắt hơn so với những quán khác nhưng mà được mang ra những cái đồ ăn complimentary như thế này và cái không gian ở đây nó cảm giác mình đáng số tiền hơn ấy. Nên là nếu mà mọi người qua đây thì có thể thử cái quán Stravinsky Bar và nhớ đặt bàn nha. Tối nay thì bọn mình cảm thấy rất là thèm đồ châu Á, vậy nên là đã vào đại một cái quán Trung Quốc để ăn. Mỗi lần được ăn cơm ở châu Âu nó cảm giác sung sướng lắm mọi người. Tổng bill cho hai người ăn ở đây là 72,5 euro. Và một thói quen mới khi tới châu Âu là cứ ăn tối xong là phải có món tráng miệng, vậy nên là bọn mình đã đi ăn gelato. Khi tới Rome thì mọi người có thể thấy rất là nhiều cái ống nước ngoài đường mà mọi người có thể uống được. Và những cái vòi nước này khi nào cũng sẽ chảy. Vì Rome chính là nơi đầu tiên có hệ thống dẫn nước nên là người Ý rất tự hào và để nước khi nào cũng bật ở đây cho tất cả tới biết. Nhờ anh yêu lấy tí nước để uống mà anh rửa mặt cho mình luôn. Skincare. Ôi.
Còn sớm nên chưa buồn ngủ, vậy nên là bọn mình đã lấy một chiếc electric scooter để chạy vòng vòng thành phố và đi ngắm Colosseum buổi tối. Đường ở Rome chủ yếu là bằng gạch lát và nó rất là cũ, vậy nên là trượt rất là rung và không thoải mái cho lắm đâu mọi người. Hello mọi người, hôm nay bọn mình đi... Được chán hết chưa? Anh tưởng em quay rồi. Chưa. Hello mọi người, hôm nay bọn mình quyết định đi Vatican City. Sáng ngày hôm sau thì bọn mình đã book một cái tour để đi Vatican. Giá cái tour này là 200 euro cho hai người. Anh Andre hôm nay mệt quá vậy nên là không đi được. Mọi người có biết Vatican là một quốc gia riêng biệt không? Mặc dù nằm bên trong thủ đô Rome nhưng Vatican là một quốc gia riêng biệt với người đứng đầu là Đức Giáo Hoàng. Tới đây thì bọn mình chủ yếu nghe lịch sử về những bức tranh, bức tượng nằm trong đây và lịch sử của Đức Giáo Hoàng. Còn đây là những chiếc quan tài hồi xưa đấy mọi người. Hồi xưa Vatican rất thích những thứ từ Ai Cập, vậy nên là trong đây mọi người có thể tìm thấy rất là nhiều tảng đá và di vật của nước Ai Cập. Mình mới qua một cái quán London ăn đồ street food của Rome. Và bây giờ sẽ thử. Đây là một cái gì đấy chiên và trong đấy có cái nhân gì đấy nhưng mình không rõ. Và một bát. Đang ôi xin tất cả đây thì chị. Mọi người đang bàn lại những gì hôm nay xem được ở Vatican. Em thấy Vatican đi có vui không? Có thích không? Vui, thích. Nó có nhiều lịch sử. Anh khuyên mọi người phải đi một lần để biết. So rude. Đáng quay. Anh mua gì mà tươi đấy? Mua nước hoa cho nó thơm. Thơm á? Thơm phung phức. Thơm phung phức á? Phức 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 phức. Anh thổi à? Em thổi, mua cho em mà. Ở đây rất hay một cái là người ta cho mình thử từng loại sốt một đấy để mình chọn ra mình thích cái nào hơn. Anh ăn cái gì không? Cái này là ăn cùng bánh mì, cùng dầu ô liu và balsamic sauce hoặc là cho vào nước, cho vào salad. Bọn mình mua hai chai dầu truffle mất 51 euro. Không có đen rồi. Đi vào, thử đi. Rất là hay vào những cửa hàng bán dầu như thế này là được thử này. Ăn cho đã rồi đi về. Thử gì đấy? Ngon, nó vị chắc còn nhiều hơn cái bây giờ mình ăn. Vì nhìn thấy không, bọn mình mua thêm 2 hộp này ở cửa hàng bên cạnh là tổng 2 hộp là 25 euro, rẻ hơn cửa hàng vừa rồi. Nhưng mà cái này rất là ngon, nếu mà mọi người có dịp thấy cái này thì mình nên thử nhá. Nên thử. One bottle of Prosecco. Prosecco Francia. Bọn mình đã về nhà nghỉ ngơi một chút và bây giờ đang đi ăn tối. Tối nay bọn mình ăn một cái quán nhà hàng ở ngay khách sạn mình luôn, đi hai bước từ Airbnb bọn mình. Và tới Rome thì bọn mình muốn thử nhất là hai cái loại pasta, một loại là carbonara và một loại là cacio e pepe. Cacio e pepe. Và thực ra cacio e pepe nó làm bằng nguyên liệu giống carbonara, nhưng mà họ sử dụng cái số lượng nguyên liệu nó khác nhau thôi, nên là cũng muốn thử cả hai. Và một điều mình cảm nhận về Rome hiện giờ là nó vẫn khá là bẩn đối với mình, nhưng mà nó có một cái lịch sử rất là lâu dài. Ví dụ như hôm nay bọn mình đi Vatican thì bọn mình kiểu thường là mình cũng không thích đi nghe lịch sử như này đâu, nhưng mà đi nghe xem từng những cái bức tranh, những cái tượng ấy và nó có một cái lịch sử sau cái đấy thì rất là hay. Nên là đi Rome thì mọi người đừng có mỗi ở trong thành phố để xem thành phố, mà hãy book những cái tour để đi xem về lịch sử của thành phố hơn. Cacio pepe. Chị Huyền từ lúc tới Ý rồi chỉ muốn thử cái món này thôi mọi người, để xem hôm nay có ngon không. Hello mọi người, hôm nay bọn mình sẽ đi Colosseum. Bọn mình đã ăn sáng cạnh Airbnb mất 6,4 euro.
và đã lấy một chiếc electric scooter để đi ra tới Calisium. Đợt này bọn mình cũng book tour cùng hướng dẫn viên du lịch mất 67 euro một người. Calisium là đấu trường ở Rome, là một trong những đấu trường lớn nhất và được bảo tồn đến tận ngày hôm nay. Công trình này được xây khoảng năm 70-72 sau công nguyên. Sau nhiều lần bị hủy hoại do thiên tai và chiến tranh, công trình này đã được phục hồi để tạo ra một đấu trường Calisium ngày hôm nay. Công dụng chính của đấu trường này là một nơi thi đấu của các võ sĩ. Ngoài ra nơi đây còn được dùng làm biểu diễn công chúng, tập trận giả và săn thú. Đã 2.000 năm trôi qua, tuy chỉ giữ được chưa tới 1/3 cấu trúc ban đầu, nhưng hàng năm vẫn thu hút rất là nhiều du khách tới. Bọn mình mới kết thúc xong cái tour, thì thật ra thì cái tour này bọn mình đi cũng hơi ngắn, nhưng mà nó cũng rẻ hơn cái tour đi Vatican. Nhưng mà mình rất không hài lòng về cái cách người ta giải thích và kể về lịch sử của cái Calisium này. Nên là bọn mình thà ở nhà xem video hoặc là tìm hiểu thông tin trước khi đi. Từ lúc mà ra đây mất 1 tiếng rưỡi mà ông chẳng kể gì nhiều, mà toàn đùa những cái kiểu đùa nhạt dã man luôn ý. Nên là cũng không đáng lắm. Bây giờ bọn mình sẽ đi về nhà soạn đồ để ra sân bay, vì tối nay bọn mình bay đi. Bay đi đâu anh? Bay đi. Bọn mình về nhà soạn đồ xong, tính đi xuống quán ở cạnh nhà để ăn trưa, thì chị Huyền và Andre đã mua rất là nhiều đồ ăn để làm một bữa tiệc mini tạm biệt. Wait. Chin chin. Gato? Okay. Whoa. Bọn mình đã ra sân bay và thật sự rất là sốc với cái trải nghiệm của hãng hàng không bên này. Vé cho hai người bay từ Rome tới Paris là mất 10 triệu, trong khi bay chỉ có hơn 2 tiếng thôi. Thứ nhất là đa phần tất cả các chuyến bay ở đây sẽ bị delay. Thứ hai là sau khi máy bay hạ cánh thì họ sẽ cho tất cả khách ở trong ra ngoài và cho lập tức khách mới vào máy bay luôn, là họ sẽ không hề dọn, không hề làm sạch, không hề vệ sinh cái máy bay ở trong tí nào cả. Khi bọn mình đã vào máy bay thì thấy rất là nhiều rác ở dưới chân ghế và không ai để ý tới việc đấy luôn, vì đây là một cái chuyện bình thường ở bên châu Âu ấy mọi người. Thật sự là những hãng hàng không ở bên châu Âu còn phải xách dép với hãng hàng không Việt Nam rất nhiều. Vé xe bus một người là 18 euro. Từ đây tới khách sạn đi taxi mất 122 euro. Vậy nên chúng mình sẽ đi xe bus mất 18 euro một người. Đây, bọn mình hạ cánh tới cái sân bay gọi là Bill Way, rất là xa trung tâm hơn mọi người. Vậy là bọn mình đã tới khách sạn. Đợt này bọn mình ở Paris một đêm thôi, vì sáng mai bọn mình sẽ bay lại về Việt Nam. Khách sạn ở đây là 124 euro một đêm, nhưng mà bọn mình chọn một cái quận không được đẹp lắm và nó hơi bẩn. Vậy nên là nếu mà mọi người tới Paris thì mọi người nên để ý nên ở khu vực nào nha. Cuối cùng thì bọn mình đã về tới khách sạn và để hành lý. Bây giờ sẽ đi ăn, gần 12 giờ đêm rồi mà lần cuối cùng bọn mình ăn là 2 giờ chiều. Rất là đói, bây giờ bọn mình sẽ đi ăn gì anh? Đi ăn KFC. Tại vì không muốn ăn đồ Pháp cho lắm, muốn ăn cái gì để nó chắc chắn là ngon. Thử xem KFC bên Pháp có ngon không. Tổng bill là 22,85. Trước giờ KFC ngon nhất anh ăn là ở đâu? Ở bên Nga. Rất là thèm đúng không? Yes. Ở Việt Nam chẳng ngon thế nào. Ăn xong thì bọn mình đã ghé qua Eiffel Tower đi chơi lần cuối, và cũng kết thúc chuyến đi này với show đèn của Eiffel Tower. Mua gì đấy? Mua cho anh. Sao em nhìn bé toàn uống mấy cái nước gì đấy? Này nhá, em bảo em uống nước lọc thôi, anh đòi bằng được cái nước này. Này uống đi. Bánh crepe cùng Nutella và chuối 6 euro. Ngon không anh? Không ngon bằng em làm. Sao đó? Sao? Tổng chi phí cho 3 thành phố này là 2.752 euro. Và tổng chi phí cho chuyến du lịch châu Âu kèm vé máy bay nhưng mà chưa tính tiền shopping là 20.000 euro. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng chúng mình trong chuyến đi du lịch châu Âu này. Và hẹn mọi người trong những video tiếp theo nha.